Xin chào chị em, mình xin giới thiệu với chị em chiếc đồng hồ Mignon. Chiếc đồng hồ được thiết kế mặt số theo cái phong cách gọi là Monte Carlo hoặc là United Color, tức là đa sắc màu. Mặt kính cong, dây, vỏ được thiết kế với phong cách là mạ anh thép, mạ anh kim. Đây, dây đây, mặt số đây, để mình tháo ra cho mọi người nhìn. Chiếc đồng hồ chưa được sử dụng nhé, nên là dây nó vẫn còn rất chi là dài. Đây, chiếc đồng hồ của các bạn đây. Đấy, chiếc đồng hồ Mignon này là chiếc đồng hồ nữ và được lắp máy quắp của Thụy Sĩ. Theo các thông số mình nắm được thì chiếc đồng hồ được lắp ráp tại Singapore. Đây, toàn bộ chiếc Mignon của các bạn đây. Mignon thì theo mình được biết là một thương hiệu mà có nhiều sản phẩm được sản xuất tại Pháp. Thương hiệu chính của nó ở Pháp.